Điều Phật nhắc nhở bản thân: 1. Học Phật là để sửa chính mình, không phải để sửa người khác. 2. Biết được lỗi lầm của mình là giác ngộ, sửa đổi lỗi lầm của mình là tu hành. 3. Thuận cảnh không sanh tâm tham luyến, nghịch cảnh không sanh tâm sân hận, đó chính là tu hành. 4. Làm lợi ích cho người là thiện, làm lợi ích cho mình là ác. 5. Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước. 6. Trong thuận cảnh nghĩ đến vô thường, trong nghịch cảnh nghĩ đến nhân quả. 7. Người khác đối xử với mình ra sao là nhân quả quá khứ của mình, mình đối xử với người khác ra sao là nhân quả tương lai của mình. 8. Dùng tâm hổ thẹn để xét bản thân, dùng tâm cảm ơn để nhìn thế giới. 9. Dùng tâm trách cứ người khác để trách cứ chính mình, dùng tâm tha thứ cho mình để tha thứ người khác. 10. Bất kể người khác có trọn hết bổn phận với ta hay không, ta đều phải trọn hết bổn phận của ta đối với họ.